Yo, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách đấu một mảng điện ba công tắc như thế này, là cực kỳ dễ hiểu, cực kỳ là ấy luôn. Thì đối với những bạn mà lần đầu đấu hoặc lần đầu tiếp xúc với điện thì xem xong thì cũng có thể đấu. Vẫn là mình sẽ để mình hay làm theo cách của mình, hướng dẫn cho nhiều người rồi, gọi là cách này là cực kỳ dễ hiểu. Rồi chúng ta cùng bắt đầu nha. Thì đầu tiên là mọi người hãy lắp ba cái hạt công tắc vào. Thì nhớ là lắp là hạt là cái chỗ ốc này này là hướng ra ngoài. Đấy. Bắt này, đó, hướng ra ngoài, hướng ra ngoài. Thì cái ốc này mọi người nhớ hướng ra ngoài. Nếu mà không quen thì không để ý thì hay hướng vào trong thì không bắt ốc này, phải tháo ra. Và là ốc này không cùng chiều, nếu mà con ngược con xuôi thì sau nó sẽ mất thẩm mỹ đi. Đấy. Rồi trước khi đấu thì ta phải xác định đâu là dây nguồn và đâu là dây bóng. Dây cấp nguồn thì bao giờ cũng thường to hơn dây bóng. Đấy. Đây là một đôi dây cấp nguồn và các dây còn lại đây là ba đôi của dây bóng. Đấy. Rồi tiếp theo là mọi người là tất cả trụm tất cả các dây cùng màu lại, màu trắng này và màu đỏ về một phía với nhau. Thì giờ ta trụm màu trắng này, mọi người tuốt dây điện thì cái màu trắng này mình đã tuốt trước rồi. Đấy. Đó. Trụm vào với nhau. Và quấn bằng dính lại. Tiếp theo, cái dây màu đỏ ta cũng làm tương tự. Tự và trụm lại với nhau. Và cũng quấn bằng dính lại. Rồi. Thì những cái hạt công tắc này người ta vặn sẵn ốc ra. Đây. Các ốc ta nới lỏng ra. Rồi. Đây mình cầm ba dây bóng nha, ba dây nhỏ tức là ba bóng. Đây, mình cắt lần lượt từng dây. Đây. Ví dụ đây là mình chọn dây thứ nhất này, cắt ra tuốt dây điện này. Đó. Bóng tuốt dây điện này. Và đút vào đốt vào hai lỗ của công tắc thứ nhất và ta siết ốc lại, rút vào đấy nha, không được rút ra nhé. Siết ốc lại và tiếp theo ta cắt đinh dây thứ hai, cắt ra tuốt dây điện và đút vào hai cái lỗ của hai công tắc, hai lỗ của công tắc thứ hai. Và bắt ốc vào. Đến
những cái đoạn là đoạn mấu chốt, cho nên là mình làm rất từ từ cho mọi người xem kỹ. Đấy. Và cái dây bóng còn lại thì mình cũng cắt ra. Đây, cắt ra. Tuốt dây điện. Tuốt dây điện. Và đút vào hai cái lỗ của hạt công tắc còn lại. Cuối cùng là ta bắt ốc vào. Bắt ốc vào. Đây, mình xin nói lại một nữa là đầu tiên là xác định được dây nguồn và dây bóng. Dây nguồn thì to hơn dây bóng, và ta những cái dây trùng cùng màu ta chập lại với nhau và quấn bằng dính điện lại. Thì thường là dây trong nhà, dây điều khiển là thường là chọn màu đó cho nó dễ sửa chữa. Dây điều khiển vào công tắc là màu đỏ, và đồng thời là cũng đấu vào nguồn là dây nóng luôn. Thì khi mà bật công tắc lên là nó sáng, và khi tắt đi thì ban đêm mới không đèn nó không nháy. Nếu mà mọi người nào chọn dây lạnh vào dây công tắc này thì tắt đi thì ban đêm đèn nó vẫn nháy nha. Thì đó là hiện tượng nhiều bạn hỏi tại sao là tắt công tắc vào bóng vẫn cứ chớp 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 chớp. Và cuối cùng là giờ ta lắp vào và ta thử điện. Mọi người mà hay làm điện ấy, người ta lấy mua lấy cái bắn tít như thế nào, dùng rất tiện luôn, rất nhanh. Bạn bằng tay thì nó lâu lắm. Đây, rồi giờ cuối cùng là ta cắm điện vào, ta thử bật bật bật, tắt tắt tắt, sang sang sang. Rồi, mọi người nếu thấy video của mình hay và bổ ích thì hãy cho một like. Nếu có ý kiến thắc mắc cũng như góp ý thì hãy comment xuống dưới. Và nếu có ai muốn làm mình làm video gì liên quan đến đất nước thì cũng hãy comment xuống dưới. Ai giờ đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để nhấn vào cái chuông có biểu tượng tất cả để không bỏ sót được những video của mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.